chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Xuất hiện những góc ảnh đầu tiên về mâm Race Boy cho cái chiếc Snip 1/10. Thông tin này chắc chắn làm cho những cái fan của dòng Snip 1/10 cực kỳ vui mừng. Mới đây thì trên trang chủ Race Boy Malaysia đã xuất hiện một số ảnh đầu tiên về bộ mâm 6 cây dành cho dòng Hyperball đang hot ngay Snip 1/10. Được biết cái dòng mâm Race Boy 6 cây đã và đang sản xuất rất nhiều với hai cái màu vàng đồng và đen, nhưng dành riêng cho cái dòng là Kunika 10 sử dụng là hoàn toàn không thể lắp được cho những chiếc Swift 1/10, bởi kích thước size đĩa của hai dòng này là khác nhau hoàn toàn và cái phần mâm sau quá lớn không phù hợp với bóc dáng của Swift 1/10. Nhưng mới đây trên trang chủ Race Boy Malaysia đã đăng tải một vài cái ảnh đầu tiên về bộ mâm 6 cây dành riêng cho cái dòng Snip 1/10 sử dụng với kích thước lỗ ốc đĩa và cái bản mâm sau chỉ là 2.25 inch, tương đồng với mâm kim phù hợp bóc chén nhỏ gọn thể thao của dòng Snip 1/10. Sản phẩm hiện nay đang trong quá trình thử nghiệm, các thông số khác vẫn chưa được hãng công bố. Qua những góc ảnh ta có thể thấy được cái dàn chân trước dùng cái đĩa và phát theo dòng nguyên bản của Snip hoàn toàn không một chi tiết nào bị thay thế lên cái mâm 6 cây này. Nếu như được phân phối ra thị trường Việt Nam thì mẫu mâm này có mức giá bán khoảng tầm là từ 2,8 triệu đồng, tương đương mức giá bán cái mâm dành cho những dòng Kunika 10. Tuy nhiên giá tiền này chỉ ước tính riêng của mình thôi, mọi thông tin còn phải chờ từ phía Race Boy. Và đây là một góc khác của bộ mâm Race Boy 6 cây trên phiên bản trắng đỏ Racing đang cực kỳ hot ngày nay. Exeter Cha 10 độ hoàn hảo phong cách I15 ZR Malaysia đầy quyến rũ. Sắc đẹp của con Exeter Cha 10 bên dưới đây không chỉ thể phủ nhận được khi chủ xe đã trang bị quá nhiều món đồ trên đỉnh, kết hợp cùng phong cách dàn áo đậm chất dấu ấn của Malay được order về để làm nó bật con ngựa chiến của mình. Đặc điểm đầu tiên mà mình mê mệt bản độ này là phần đầu xe được cắt gọn nhìn cũng rất ấn tượng, kết hợp cùng với kính hậu zin được mên xay cũng rất là tiện lợi khi gỡ xe. Cắt gọt thế này sẽ cho chủ xe thêm nhiều không gian hơn để quét ra cái bộ cụm công tắc Duno ở bên trái và cụm máy tiếp ít tích hợp với khả năng là tắt máy nhanh vô cùng tiện lợi cho anh em đậu xe đèn đỏ tắt có thể máy nghỉ ngơi. Ngoài ra trên cái phần đầu còn có thêm một cái chất liệu là mica trong suốt, nó một ngộ đồ chơi được kịch độc là không bao giờ là có ở Việt Nam, chủ xe phải order từ Malay. Phía sau cái mặt đồng hồ là Casio với nhiều tính năng hiển thị LCD đi kèm cùng với 7 màu sắc nền cho chủ xe hồ lựa chọn. Trên đầu còn được trang bị cụm thắng của Rainbow AZ19 đảm nhiệm cái chức năng giảm tốc nhanh cho cái vành đi trước. Bên cạnh đó có bộ cụm còn cho người dùng khả năng là canh dầu siêu nhanh thông qua cái ốc gió có sẵn trên cụm. Bên cạnh là cụm tăng tốc Duno để rút ngắn hành trình đi ra cho xe bay nhanh hơn. Tay con TWM đã quá quen thuộc anh em chơi xe nhiều năm qua, không cần phải giới thiệu quá nhiều. Dàn chân trước thấy những góc ảnh quen thuộc khi dòng Hells được bấm mất dầu phong cách CC kết nối với heo dầu Dixie 1 bit và được minh lệ bằng công nghệ Face CC tạo hình một logo Rainbow ở giữa, sau đó đi xử lý cái màu sắc lại cho giống với Rainbow. Đây là một cái cách chơi vừa có thể tận dụng với heo dầu xin mà không cần phải chế cháo, giá thành cũng rẻ mà rất là mắc. Hệ thống treo sau được ấn định khi trang bị các phục Collin và dầu rời cho phép chủ xe chủ động hơn trong việc kiểm soát hành trình hồi trả của phục thông qua hơi nứt chỉnh ở cái chân và bình dầu. Với tổng chiều cao là 208mm, cái phục Collin khi vào xe sẽ cho cảm giác là cao hơn 3 phần sau phục xin, đem lại hành trình tuy dài hơn chỉ được tải rất nhiều hơn. Hệ thống ống xả của xe dụng là cái bộ Uma Racing được cố định vào phần đầu với cái bộ gác chân xin nhưng được minh lại bằng cách là ốp cặt bông mơ, tạo ngoại hình 3D tinh tế và thẩm mỹ hơn rất nhiều. Dàn chân được trang bị cái mâm Race Boy cho cái trọng lượng của em nó nhẹ nhàng hơn, gia tăng sức mạnh, ngoại hình cũng đẹp cũng như giúp cho em nó hài hòa hơn. Tổng thể cái dàn áo của xe là sự kết hợp đa dạng nhiều quốc gia, khuôn cái dàn áo và tem sim bao gồm cái dàn sau chính hãng từ I15ZR của Malay, che trước của Exeter 1/4 số, còn lại là những gương mặt đi kèm như là phát bắt biển Titan, cần số và cái cần thắng đen của FX King Indo.
Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, là chi tiết nhớ like, subscribe.